pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee. And as he entered into a certain village, there met... Mười người phong hủi. Luca chương 17, từ câu 11 đến câu 19. Trên đường đến Jerusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilee. Lúc Người vào một làng kia thì có 10 người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giêsu, xin rủ lòng thương chúng tôi." Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Đức Giêsu mới nói: "Không phải cả 10 người đều được sạch sao? Thế thì 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy, về đi. Lòng tin của anh đã cứu chữa anh." Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng mà chúng ta vừa nghe kể lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu chữa bệnh cho 10 người phong hủi. 9 người thì thù ơn, nhưng rồi bỏ đi. Nhưng chỉ có một người thù ơn và biết tri ân, biết tạ ơn, biết quay lại để nói lời tạ ơn đối với Chúa. Mà người đó lại là một người ngoại. Điều này cho chúng ta suy nghĩ điều gì? Chúng ta xưng danh mình là Kitô hữu, là con cái của Thiên Chúa. Nhưng cách sống của chúng ta trước mặt Chúa, đôi khi chúng ta chưa có một cái tâm tình tạ ơn xứng hợp với tư cách là người con trong nhà. Nhìn lại hành trình đời sống đức tin của mình, chúng ta thấy chúng ta nhận được biết bao nhiêu ơn lành của Thiên Chúa. Từng giây phút qua đi trong cuộc đời, Chúa điều độ những hồng ân của Ngài cho chúng ta. Nhưng thử hỏi, chúng ta đã có cách thức xứng hợp để tạ ơn Thiên Chúa chưa? Bài tin mừng ngày hôm nay là một lời cảnh tỉnh cho chúng ta. Với tư cách là người con trong nhà của Thiên Chúa là cha, chúng ta đã biết dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân mà mình đã lãnh nhận chưa? Xin Chúa cho mọi người chúng ta luôn biết khiêm tốn, chân thành, nhận mình là những người luôn luôn thù ơn của Thiên Chúa, để rồi biết dâng lời tạ ơn Chúa cho xứng hợp với tư cách là người con trong nhà của Thiên Chúa Cha. Amen.